nguy cơ sốc nhiệt khi đi nắng về vào ngay phòng điều hòa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sốc nhiệt là tình trạng gây ra bởi cơ thể quá nóng, thường do tiếp xúc kéo dài hoặc gắng sức ở nhiệt độ cao và bất cứ ai cũng có thể bị sốc nhiệt. Với trẻ nhỏ, nguy cơ càng lớn vì sức đề kháng kém, hiếu động hay chạy nhảy. Trẻ có thể mất nước do toát mồ hôi, mất muối. Không ít trẻ chơi ở ngoài trời lúc nắng to có thể bị sốc nhiệt. Thói quen xấu của nhiều người trong ngày nắng nóng là đi ra nắng rồi vào ô tô điều hòa mát lạnh hoặc trong nhà nền nhiệt chênh lệch quá cao. Bác sĩ Vinh lý giải sau khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài quá nóng rồi đột ngột bước vào phòng kín hoặc là ô tô điều hòa ở mức độ là 16-17 độ C có thể gây hiện tượng sốc nhiệt, hoặc khi bạn điều chỉnh điều hòa quá lạnh có thể ảnh hưởng tới trung khu thần kinh, nhất là người già, trẻ nhỏ sức đề kháng yếu. Khoảng cách nhiệt độ chênh lệch quá cao ảnh hưởng tới nhiều bộ phận của cơ thể như là thiếu máu lên não, bạn có thể bị đau đầu. Thực tế, những người đang đi ngoài trời nắng nóng khi vào nhà, họ thường bị đau đầu. Chênh lệch nhiệt độ còn gây viêm mũi dị ứng, khô mắt, hắt hơi và khô họng. Việc này làm cho các vi trùng có lợi cho cơ thể chết đi, tạo điều kiện thuận lợi cho các siêu vi vi trùng ngoại lai dễ xâm nhập gây các bệnh lý như nhiễm siêu vi, viêm đường hô hấp trên, hệ tim mạch cũng bị ảnh hưởng do hiện tượng co mạch. Bác sĩ Vinh khuyến khích người dân không nên để nhiệt độ điều hòa chênh lệch với bên ngoài quá cao, nhiệt độ chênh lệch chỉ nên từ 5-8 độ C. Khi đi trời nắng về, bạn không nên vào phòng điều hòa lạnh ngay mà cần tiếp xúc nhiệt độ từ từ, có thể sử dụng quạt gió trước. Với người say rượu, bia, không đột ngột sử dụng điều hòa, không nằm trong phòng điều hòa vì có thể gây cảm lạnh và sốc nhiệt. Trong những ngày nắng nóng, để phòng sốc nhiệt, bạn cần mặc quần áo dài tay, thoáng mát, đội nón, rộng vành, hạn chế thời gian tiếp xúc ánh nắng từ 10-16 giờ. Nếu bắt buộc phải làm việc hay hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, bạn nên di chuyển đến nơi không khí mát mẻ một lần một giờ, nghỉ ngơi khoảng 15 phút sau đó trở lại với công việc. Bên cạnh đó, cần chủ động uống nước, không nên đợi đến lúc khác mới uống. Chúng ta nên uống các loại nước vừa cung cấp nước và muối khoáng. Ngoài ra, nhiệt độ môi trường cao dễ làm cho thức ăn bị ôi thiêu cùng với sự phát triển mạnh của các trung gian truyền bệnh như ruồi muỗi và gián dễ gây ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc tập thể. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.